Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thuyết trình của nhóm mình. Và nếu như các bạn có điều gì còn thắc mắc thì vui lòng giữ luôn đi. Đừng hỏi nhóm mình, giữ trong lòng đi. Không hiểu thì tự lên Google mà tra. Chứ hỏi nhóm mình thì mình cũng không biết đâu mà trả lời. Tụi mình không phải là Google. Mỗi lần thuyết trình xong á là toàn hỏi những thứ trên trời dưới đất không. Ông nội tao cũng không trả lời được nữa. Tao biết là tụi bay thật sự không muốn hỏi những cái điều đó đâu. Chúng mày đang cố tìm, những câu hỏi thật hóc búa. Chẳng qua thứ nhất là để thể hiện bản thân chúng mày. Thứ hai là chúng mày cố tình muốn dìm nhóm tao, nên phải tìm những câu hỏi thật khó. Những câu hỏi trời ơi đất hỡi. Chúng mày không thật sự muốn tìm hiểu về những cái vấn đề mà chúng mày đang hỏi, mà chúng mày chỉ đang thỏa mãn cái sự đánh đố và lòng sân si thôi. Đừng có hỏi nữa. Im mồm. Cảm ơn. Dạ, nếu như không có ai có câu hỏi gì, nhóm mình xin kết thúc phần thuyết trình tại đây. Xin cảm ơn.